Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. LA Insurance, bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua, chúng tôi luôn có giá rẻ nhất. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Bảo hiểm mới.com, đang cần tuyển chuyên viên có bằng bảo hiểm hay địa ốc, 714-553-0322. Kính thưa quý vị, chúng ta đã nói đến một trong những cái nhân vật mà có thể nói chủ chốt chiến lược gia cho cuộc tranh cử của Tổng thống Donald Trump, nhưng ngày nay ông đã không còn ở tại White House. Kính thưa quý vị, đó là Steve Bannon. Steve Bannon là một trong những cái nhân vật mà gây nên nhiều bàn cãi, nhiều lời qua tiếng lại về tất cả những cái sự gọi là mâu thuẫn chia rẽ ở trong White House. Nhưng hôm nay thì Steve Bannon đã có mặt tại Hồng Kông và ông đưa ra một cái lời tuyên bố là ông nói rằng cái sự ra đi của ông khỏi White House là vì Tổng thống và chính phủ của Tổng thống Donald Trump cần có một cái sự vận động ở từ phía bên ngoài. Thế Steve Bannon đã được đón tiếp như thế nào ở tại Hồng Kông, thưa anh Tuấn? Kính thưa quý vị khán thính giả, ở ngay tại Hồng Kông thì ông Steve Bannon, cựu chánh tham mưu trưởng của bên phía Tòa Bạch Ốc, đã có cái buổi phát biểu, và một cái bài phát biểu này liên quan tới các chương trình về kinh tế với chủ đề gọi là chủ nghĩa dân tộc kinh tế Hoa Kỳ. Đúng rồi, nghĩa là ông đã được một cái cơ quan đầu tư lâu đời nhất tại Hồng Kông mời đến để nói cái buổi chuyện này. Yeah. Nhưng mà trước khi ông đi vào đó thì có thể nói rằng một đám đông đã đứng ở trước cái tòa nhà này, người thì đeo mặt nạ, thậm chí người ta cả làm cái hình con gà và đeo mặt nạ Tổng thống Donald Trump, và người ta đã nói rằng kỳ thị màu da không nên có mặt ở tại Hồng Kông, và người ta đã có những cái phản ứng quyết liệt đối với một trong những cái con người mà người ta cho rằng đã có sự chủ trương kỳ thị màu da ở đây. Đó là phản ứng đầu tiên của người dân Hồng Kông đối với cái sự có mặt của Steve Bannon trong một cái buộc mời để đến để nói chuyện. Nhưng cái cuộc nói chuyện này thì có được trả tiền hay là không? Ông Steve Bannon không có trả lời câu hỏi đó. Không có trả lời, vâng. Thế thì nội dung vấn đề mà ông nói chuyện trong buổi hôm nay gồm có những vấn đề gì, thưa anh Tuấn? Thưa quý vị, đó là những gì mà cả thế giới đang chú ý tới về các vấn đề thương mại giữa Hoa Kỳ đối với bên phía Trung Quốc. Theo ý kiến riêng của ông Steve Bannon đó, thì ông nói rằng chiến tranh về thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể tránh được trong khoảng thời gian sắp tới, mặc dù trong khoảng thời gian này thì nhiều người đang chú ý tới vấn đề kinh tế này, thưa. Vâng, lẽ dĩ nhiên thì đến bây giờ thì đã có nhiều cái chính sách cần phải xem lại vấn đề mậu dịch giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc, nhưng đến bây giờ Steve Bannon, một trong những người có thể nói là rất là cực hữu, đến Hồng Kông đã gặp một cái sự phản đối rất lớn, nhưng mà ông ta có lobby được cái gì để cho chính phủ Hoa Kỳ đối với vấn đề Trung Quốc hay là không, hay là chỉ là một trong những cái chuyện chuyến ngao du, và thậm chí người ta hỏi ông có được có trả tiền cho cái chuyến đi này sau khi một cái thời gian dài ông làm ở White House. Cái câu trả lời của ông không đưa ra được với báo chí. Đây là một cái sự kiện mà người, tất cả những người đã từng theo dõi cuộc đời của bà Hillary Clinton, của giống Bill Clinton, luôn luôn đặt vấn đề. Thế tại sao khi họ đặt vấn đề ông Steve Bannon không nói ra là tôi không nhận tiền, hoặc là tôi có nhận tiền đến đây? Đó là một cái sự rõ ràng để cho người ta thấy đường lối minh bạch của những người thân cận với Tổng thống Donald Trump như thế nào. Và cũng trong cái buổi phát biểu này đó, thì bên phía ông Steve Bannon cũng bày tỏ cái quan điểm của mình. Ông nói là hiện tại bây giờ các thế cờ của các thượng nghị sĩ và các thành viên đảng Cộng Hòa đang muốn bịt lối lại cái con đường tái tranh cử của ông Tổng thống Donald Trump trong năm 2020. Sau khi mà bị bãi chức vào cách đây một vài tháng đó, thì người ta thấy rằng ông Steve Bannon cũng là một thành viên của đảng Cộng Hòa, đã trở mặt đối với đảng, đã coi như là chỉ trích thậm tệ những người thượng nghị sĩ đang có mặt ở ngay tại thượng viện, mà những thượng nghị sĩ đó lại cùng nằm trong đảng Cộng Hòa. Là dĩ nhiên thì cái quyền tự do của một vấn đề gọi là dân cử cũng giống như một viên chức của White House, đó quyền tự do tuyên bố của họ. Nhưng mà khi ông Steve Bannon đưa ra một trong những cái nhận định của ông về vấn đề là khối ứng cử, dân cử của đảng Cộng Hòa hình như không muốn Tổng thống Donald Trump ra thêm một nhiệm kỳ nữa. Lẽ dĩ nhiên, nhưng mà câu hỏi đặt ra tại vì sao người ta phải đưa ra một cái đường lối đối với một vị tổng thống đang đương nhiệm? Đó là sự kiện tồn vong của đảng Cộng Hòa trong tương lai, vì như anh Tuấn đã biết, năm 2018 đảng Cộng Hòa sẽ đối diện với một cuộc bầu cử, và cái thách thức lớn nhất là vấn đề giữ được đa số tại thượng viện hay là không. Đó là một trong những sự kiện mà người ta nói đến rất nhiều. Kính thưa quý vị, trở lại một trong những sự kiện mà cái việc này thì chắc là phải nhờ anh Tuấn. Chắc quý vị chúng ta ai cũng có một cái iPhone
ai cũng có thể nói rằng đã từ lâu smartphone là một trong những cái vấn đề quan trọng trong người đời sống. Yeah. Thế thì Apple trong một vài ngày tới đây liệu có gì những gì thay đổi mới không thưa anh Tuấn? Thưa quý vị, chỉ còn 2 tiếng nữa thôi thì Apple cùng với các đội ngũ công ty sẽ giới thiệu chiếc iPhone thế hệ mới. Cứ mỗi năm một lần, cứ đến đầu mùa thu vào khoảng tháng 9, tháng 10 thì Apple lại tiếp tục giới thiệu những sản phẩm mới. Và sản phẩm lần này, hiện tại bây giờ họ vẫn chưa biết được cái tên gọi, có thể là iPhone số 8 hoặc là iPhone 8S hoặc là iPhone X. Lý do tại vì sao mà cái sự quan trọng trong năm giới thiệu hôm nay đó là tròn 10 năm iPhone có mặt ở trên quả đời này. iPhone 8 có cái gì đặc biệt không? Tiền rẻ hơn không anh Tuấn? Tôi muốn nghe cái đó thôi. Nếu như trước đây chúng ta mua iPhone, cái phiên bản thấp nhất quý vị chỉ cần bỏ ra khoảng 750 đồng. Thì bây giờ phiên bản thấp nhất mà quý vị phải bỏ ra có thể lên tới 1.000 đồng hoặc hơn. Wow. Có những cái phiên bản đó mà người ta nói rằng có thể lên tới 1.500. Vậy thì thôi nhiều tiền quá thì xin đi. Tại vì chúng tôi đã tốn tiền điện thoại quá nhiều. Yeah. Kính thưa quý vị, đó là một vài sự kiện liên quan đến iPhone, một trong những cái vấn đề quan trọng trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì quý vị cho phép chúng tôi trở lại Vatican, một trong những sự kiện cũng rất quan trọng mà Đức Giáo Hoàng Francis đã tuyên bố vào ngày hôm qua. Đức Giáo Hoàng đã nói Tổng thống Donald Trump là một trong những người luôn luôn chủ trương bảo vệ đời sống pro-life. Nhưng cái việc mà ông đưa ra cái vấn đề cắt đứt DACA là một trong những sự kiện mà theo cá nhân tôi, lời của Đức Thánh Cha Francis đã cho biết rằng đó không phải là một trong những sự kiện để nói rằng là chúng tôi bảo vệ đời sống con người. Yeah. Ông nói trong một cái xã hội công bằng, cái điều cần nhất là có những cái sự đoàn tụ gia đình sống gần gũi với nhau. Chúng ta không thể đưa cái bàn tay của chúng ta để chia cách và làm cho cái sự chia ly của gia đình, và đó là một sự kiện không phải là pro-life, tuy nhiên là bảo vệ đời sống của con người. Có thể nói với một cái sự thánh thiện và một lời tuyên bố rất nhẹ nhàng, Đức Giáo Hoàng Francis đã làm cho cả thế giới này có thể kinh ngạc, và người ta nghĩ đến số phận của 800.000 người gọi là ở dưới cái chính sách được bảo vệ DACA sẽ ảnh hưởng như thế nào. Và tôi nghĩ rằng tại sao Đức Giáo Hoàng phải lên tiếng trong lúc này, ông là một trong những người không có đến chính trị nhưng với lương tâm và với chức vụ lãnh đạo của một giáo hội công giáo, ông phải nói lên những tiếng nói mà có thể nói đi hợp với đường lối và quan điểm của giáo hội công giáo. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua thì đi đưa Sài Gòn TV chúng tôi đã có 2 ngày đến tại Houston để chúng tôi đến tận nơi xem xét tất cả những cái sự kiện xảy ra, một trong những thành phố vừa bị cơn bão Harvey tàn phá. Ở trong phần cuối của chương trình, quý vị cùng với chúng tôi đến thành phố Houston để xem những cái sự kiện gì xảy ra. Đặc biệt là qua việc tỷ phú Hoàng Kiều đã có mặt tại thành phố Houston để trao tấm ngân phiếu 5 triệu đồng cho tất cả nạn nhân bão lụt. Mình người Việt mà mình thấy vậy cũng hạnh diện ha. Người Việt chỉ có một phần góc nhỏ mà là một trong những người đầu tiên đến được đón tiếp ngay tại hiện trường. Ông thị trưởng đã bày tỏ những lòng cảm ơn và rất là xúc động. Ngày hôm qua thì em có xem cái live trực tiếp ở trên đài Fox News, Fox 26, thì ở trên cái live stream đó, nó có cái phần bình luận của rất nhiều người Mỹ vào, người ta ai cũng ngạc nhiên cả, bởi vì đây là một số tiền quá lớn và họ bây giờ nói wow, ông này là người Việt Nam hay sao? Wow. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ làm quý vị trong giây lát.